Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, dù vướng phải những ồn ào tai tiếng với bà Phương Hằng, nhưng mà nghệ sĩ Hoài Linh vẫn kiên quyết giữ im lặng. Điều này khiến cho bộ phận cộng đồng mạng không mấy vừa lòng. Điển hình như là mới đây thì Hoài Linh bị cư dân mạng soi lại chuyện kêu gọi quyên góp từ người hâm mộ, nhà hảo tâm với số tiền hơn 13 tỷ đồng để ủng hộ cho đồng bào miền Trung vào hồi cuối năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, được biết là vào tháng 10 năm 2020, khi cơn lũ lịch sử nhấn chìm nhiều tỉnh tại miền Trung, thì Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ đã công khai kêu gọi cư dân mạng ủng hộ. Tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2020, Hoài Linh đã chốt sổ và cho biết số tiền kêu gọi được đã là 13 tỷ 413 triệu đồng, 197.865 đồng. Nghệ sĩ viết trên trang cá nhân, Linh xin phép như đã thông báo là chốt đến ngày hôm nay 11 tháng 11 sẽ không dám nhận quyên góp thêm nữa và lên đường về miền Trung với con số cuối cùng mà quý vị chuyển khoản vào đây. Xin quý vị ngưng chuyển khoản và xin trân trọng cảm ơn quý vị. Danh Hải thông báo trên trang cá nhân như vậy. Hoài Linh khẳng định tất cả cần phải minh bạch dù chỉ là 1.000 đồng. Những ngày sau thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng cập nhật và cho biết lý do chưa ra miền Trung vội vì muốn xin thêm sự đồng hành của những công ty mà mình hợp tác làm việc. Nam diễn viên bày tỏ vì chúng ta đã xác định là khắc phục hậu quả sau cơn bão lũ. Càng thêm được nhiều người chung tay thì bà con miền Trung càng được nhiều sự an ủi về cả tinh thần lẫn vật chất bởi quá nhiều mất mát đau thương rồi. Tuy nhiên, thưa quý vị và các bạn, là cộng đồng mạng nhận ra 6 tháng vừa qua trên Facebook cá nhân và trên fanpage chính thức mà nghệ sĩ từng kêu gọi mọi người ủng hộ cho miền Trung thì Hoài Linh vẫn chưa có thông báo tiếp theo về việc thực hiện thiện nguyện này. Kể từ sau khi ngày chốt sổ, số tiền lên đến là 13 tỷ đồng. Dù vẫn thi thoảng cập nhật thông tin về cuộc sống, công việc, nhưng nghệ sĩ Hoài Linh chưa có thông tin gì về việc sử dụng số tiền hơn 13 tỷ đồng quyên góp ra sao, khiến cho nhiều người thắc mắc. Sau khi thông tin này gây xôn xao cõi mạng thì một bức ảnh được cho là sao kê số tiền 14 tỷ đồng mà Hoài Linh chuyển cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ miền Trung từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên thì sao kê này bị một số dân mạng nhận định là hàng fake. Trong một diễn đàn mạng thì có rất là đông thành viên tham gia. Một thành viên đăng thề thốt như sau: thấy rất nhiều người dùng cái ảnh là đi comment khắp nơi chửi những người yêu cầu Hoài Linh minh bạch về việc giải ngân tiền từ thiện lũ miền Trung vào khoảng tháng 6 trước. Thưa quý vị, là nên mình muốn khẳng định nó là ảnh fake mà thôi. Mình rảnh quá sáng nay lấy lại một cái tài khoản Vietcombank có 17 tỷ ra thử. Tài khoản của mình phụ hạn mức là một ngày có thể chuyển tối đa là 3 tỷ. Mỗi lần chuyển cùng một ngân hàng thì một lệnh chỉ được 1 tỷ, chuyển ngân hàng khác thì một lệnh được 300 triệu đồng. Mình gõ đúng cái tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo số tài khoản trong ảnh kia, gõ 14 tỷ đồng, đương nhiên không thể hiển thị được. Chỉ tới 1,4 tỷ là nó hết số rồi, không thể gõ tiếp được. Hơn nữa, cái ảnh kia cho thấy tài khoản chuyển đi là tài khoản thường vì nó có màu xanh. Tài khoản VIP nó phải có giao diện màu vàng. Mà Hoài Linh thì không thể dùng tài khoản xanh được, ông rất giàu mà. Để cho chắc chắn hơn nữa, mình có hỏi một em nhân viên chuyên chăm sóc mình bên Vietcombank thì em ấy nói là không thể, trừ trường hợp là cấp bách chính trị và ngoại giao có đề xuất hạn mức đặc biệt lên tổng bộ và mất rất nhiều thủ tục để được chấp nhận, gần như là rất khó. Tiền mà mọi người phải vỏ hến đâu mà đơn giản như vậy được, phải không ạ? Cho nên nếu chuyển 14 tỷ đồng vào bên nào đó thì điều đơn giản nhất mà mọi người có thể làm ra là ngay một chi nhánh Vietcombank nào đó gần nhất. Rất nhiều đâu có để cái ủy nhiệm chi. Thậm chí là ngân hàng sẽ cho nhân viên tới tận nhà của bạn để bạn ký nếu như cấp bách. Hoặc em nhân viên của bạn có thể mang cái ủy nhiệm chi đã ký sẵn ra ngân hàng. Chỉ cần gọi điện để xác nhận với nhân viên ngân hàng là xong. Thế nên là chơi mạng là phải sáng suốt mọi người nhé. Lăn tăn là một cái là tốt nhất, nên chính mình check lại, nhất là khi chưa biết rõ ràng dùng nó để đi tấn công người khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Hoài Linh và ekip
vẫn chưa lên tiếng về việc luật lùm xùm này. Trên fanpage có hơn 12 triệu fan của nghệ sĩ Hoài Linh, thì bài đăng gần nhất là vào ngày 11 tháng 4, video mới trên kênh YouTube 1 triệu người đăng ký từ ngày 5 tháng 4 và trên TikTok là ngày 20 tháng 4. Có thể nói rằng là Hoài Linh đã đóng băng mọi hoạt động trên mạng xã hội suốt một tháng ồn ào vừa qua. Rất nhiều người hâm mộ mong nam nghệ sĩ sớm lên tiếng làm rõ những rắc rối bủa vây xung quanh mình. Hoài Linh chốt sổ quyên góp công khai số tiền khủng mang tới miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, với quỹ tiền lên đến 13 tỷ đồng như vậy, Hoài Linh sẽ gửi tiết kiệm kim tới bà con có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại nặng nhất, đồng thời trích tiền mua đồ dùng học tập cho các cháu học sinh. Như đã thông báo trước đó thì danh hài Hoài Linh sẽ chốt sổ quyên góp từ thiện miền Trung vào ngày 11 tháng 11 khoảng 18 giờ. Hoài Linh có đăng bài chính thức trên mạng xã hội để thông báo tổng số tiền nhận được và nhắn gửi mọi người. Tình hình ủng hộ miền Trung của bà con trong và ngoài nước tính đến nay là đã 22 ngày, từ 18 giờ chiều ngày 20 tháng 10 đến 11 tháng 11. Số tiền hiện nay là 13.413.197.865 đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã hướng về miền Trung. Linh xin phép như đã thông báo là chốt đến ngày 11 tháng 1. 11 sẽ không nhận và ấy thêm tiền nữa. Cũng như nhiều sao Việt thì danh hài Hoài Linh đứng lên kêu gọi các mạnh thường quân kêu gọi để ủng hộ cho miền Trung. Mặc dù hơi muộn nhưng mà khi phát động gây quỹ vào ngày 20 tháng 10 thì nam nghệ sĩ vẫn nhận được số tiền rất lớn, tăng nhanh mỗi ngày nhờ vào uy tín và tầm ảnh hưởng của mình. Với số tiền quyên góp được thì Hoài Linh sẽ dùng để làm hai việc sau khi mà tham khảo ý kiến từ số đông khán giả. Đầu tiên là gửi hiện kim đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại nặng nhất. Thứ hai là ưu tiên trích tiền mua đồ dùng học tập cho các cháu học sinh. Đây cũng là kế hoạch mà Hoài Linh đã nghĩ tới khi mà ra lời kêu gọi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều người còn thắc mắc rằng số tiền 13 tỷ đồng đó nếu như Hoài Linh không chuyển vào cho bà con miền Trung mà để trong tài khoản gửi tiết kiệm của mình ấy, thì cái số tiền lãi của nam nghệ sĩ nhận lại cũng không hề nhỏ đâu quý vị ạ. Cứ nhân 13 tỷ, chúng ta nhân với lãi suất là 0,6%, thì trong thời gian vừa qua cũng đã có rất nhiều tháng rồi đấy, thì số tiền lãi mà nghệ sĩ Hoài Linh nhận được cũng không phải là ít. Đây cũng là một câu hỏi được đặt ra đối với nhiều khán giả muốn dành cho nghệ sĩ Hoài Linh. Vâng ạ, đó là đôi nét tin tức của chúng tôi cập nhật được. Chúng tôi không hề có ý công kích hay là nói xấu nam nghệ sĩ. Rất mong quý vị và các bạn hãy lắng nghe bằng hai tai, sàng lọc thông tin khi mà xem video. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video này, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.